Siêu phàm sát thần tập 127, Diệp thần cười lạnh nhẹ nhàng nói: "Con mẹ ngươi, lời này ngươi có hài lòng không?" Nghe lời này lão già tức giận nói: "Ta đã báo trước với ngươi mà ngươi không nghe, hết lần này đến lần khác làm nhục cục võ đạo. Bắt hắn lại, đừng giết hắn vội, ta muốn từ từ hành hạ hắn." Lời nói vừa dứt, năm người của cục võ đạo nhảy lên cao, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sau đó xếp thành một đội hình trước mặt Diệp thần, đồng thanh hô khẩu hiệu: "Chúng ta là lực lượng đặc biệt của cục võ đạo Hoa Hạ." Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp thần hiện lên sự ngỡ ngàng ngơ ngác trong lòng cảm thán đội hình này ta không nhìn thấy được điểm mạnh nào cả nhìn diệp thần ngương ngác lão già thầm nghỉ nhìn ngầu quá phải không cho dù ngươi đã giết đường ngạo nhưng chuyện đó không hề quan trọng điều quan trọng là không thể để cục võ thuật mất mặt thượng tướng năm sao ở một đất nước nào đó từng bày tỏ nếu như cục võ đạo hoa hạ tham gia vào trận chiến này thì quân đội của chúng tôi sẽ không dám đi ra khỏi biên giới một bước cái tên cục võ đạo hoa hạ được xây dựng bằng thực lực nếu như có thế lực này trong tay thì súng đạn chỉ là trò cười nhìn đội hình kỳ dị trước mặt diệp thần thầm nghỉ Người của Cục Võ Đạo đều là những tên tâm thần như vậy sao? Lúc này lão già tự tin nhìn về Diệp Thần nói, "Diệp Thần, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để xin lỗi." Diệp Thần vẫn câu nói cũ, "Con mẹ ngươi." Tên đầu vàng ở bên cạnh thấy đội hình của lão già thì sắc mặt vô cùng khó coi, đến bản thân là một người của Cục Võ thuật, hắn cũng thấy mấy người này là một đám ngu ngốc, nếu ngươi đã như vậy chúng ta sẽ cho ngươi thấy được sự lợi hại của Cục Võ Đạo. Theo hiệu lệnh của lão già, bốn tên còn lại lập tức lao về phía Diệp Thần, sau đó vây quanh Diệp Thần di chuyển tạo thành vòng tròn với tốc độ cực cao. Nhìn cảnh này lão già vô cùng đắc ý, ha ha, ngươi đã rơi vào bẫy của ta, ta cố ý dùng đội hình giả để lừa ngươi, để khiến ngươi mất cảnh giác rơi vào bẫy. Ngươi đã lọt vào đội hình ném đá giấu tay của ta thì không thể nào thoát được. Cái gọi là đội hình ném đá giấu tay chính là sử dụng bốn cao thủ của cục võ đạo bao vây lấy kẻ thù, khiến cho kẻ thù không thể đoán được hướng tấn công chính xác. Một khi ngươi bộc lộ sơ hở khi muốn tấn công một trong những người đó, ba người còn lại sẽ lợi dụng điểm mù của ngươi, xong đến từ diệt ngươi cho dù ngươi có thực lực giết đường ngạo thì sao bây giờ ngươi cũng phải chết lúc này bốn tên cao thủ của cục võ đạo đang đồng loạt lao về diệp thần thấy cảnh này lão già không che giấu được sự vui mừng còn diệp thần thì vẫn bình thản như không có chuyện gì một giây sau diệp thần biến mất tại chỗ sau đó bốn tên cường giả của cục võ đạo lao vào nhau đầy thấm thiết bọn họ không hề biết diệp thần đã đi nơi khác từ lúc nào mà khi này diệp thần đã sử dụng chiêu thức bước đi nghiêm túc còn gọi là thương long huyễn thần quyết để di chuyển liên tục tạo ra hàng loạt dự ảnh lão già cũng nhận ra chiêu thức này của diệp thần ông ta thắc mắc tại sao diệp thần lại biết chiêu thức này hắn coi oan punch man rồi sao khi này diệp thần cũng cầm sẵn chảm long kiếm trong tay mấy tên cường giả lại một lần nữa lao về phía diệp thần hắn chỉ phá được một cái trận pháp mà thôi không có gì phải căng thẳng chúng ta đông người ưu thế thuộc về chúng ta diệp thần thấy đám này tự tin như vậy thì cười lạnh lùng nói ta chơi chán rồi chết hết đi dứt lời diệp thần vun chảm long kiếm lên cao sau đó một đường chém tới Bốn tên cường giả không thể tránh né trước tốc độ cực cao của Diệp Thần, bốn tên lãnh cơm hộp ngay lập tức. Thấy cảnh này lão già hét lên thất thanh, "Không, không thể nào, biệt đội đặc biệt của ta." Hết bàn hoàng lão ta lại nhìn về Diệp Thần nói lớn, "Diệp Thần, ngươi có biết mình vừa làm gì không?" Diệp Thần ngây ngô nói, "Ngươi bị ngu à, bớt nói lời dư thừa đi, bây giờ đến lượt ông." Lão già hai tay kình khí lưu chuyển vô cùng quỷ dị, sau đó thủ thế tung ra Tuyệt Kỹ Kỳ Lân Quyền, muốn giết chết Diệp Thần ngay lập tức. Lão ta tiến về phía trước tung chiêu Thần Mã Huệ Tinh Quyền, vô số nắm đấm lao về phía diệp thần ở phía đối diện diệp thần sử dụng thượng long huyễn thần quyết nhẹ nhàng né tránh hai người trao đổi chiêu thức một cách quyết liệt hư ảnh diệp thần không ngừng xuất hiện xung quanh lão già trong đầu lão già bắt đầu xuất hiện sự lo lắng tại sao lại đánh không chúng thần mã tuệ tinh quyền là tuyệt học cả đời của ta một phút có thể đánh ra 10 quyền nhanh hơn cả tốc độ quất rồi tại sao tên diệp thần này lại dễ dàng tránh né như vậy sau một hồi đùa giỡn diệp thần cười lạnh nói cục võ đạo hoa hạ cũng chỉ thế này thôi sao ngươi cũng đi tụ hợp với đồ đệ của ngươi đi Diệp Thần đã cầm chạm long kiếm chuẩn bị bổ lên người lão già. Thời điểm sắp kết thúc, người thanh niên tóc dài hét lên, mau dừng tay. Kèm theo lời nói là một chiêu kình khí đánh vào giữa Diệp Thần và lão già. Động tác của Diệp Thần dừng lại lết nhìn đối phương nói, cuối cùng ngươi cũng ra tay, xem ra ta lại phải giết thêm một người nữa. Tiên thanh niên tóc dài hừ lạnh, tiểu tử ngươi khinh người quá đáng. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn